Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Thị Thanh Hằng, mình đến từ lớp 8C, trường trung học cơ sở Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định. Mình đã từng đọc rất là nhiều cuốn sách, nhưng trong đó quyển mà mình ấn tượng nhất đó chính là quyển Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic. Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn, không phải ai cũng hoàn hảo để đạt được những điều mình mong muốn. Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh hoặc mồ côi cha mẹ. Tôi tự thắc mắc rằng họ sẽ sống như thế nào, ai sẽ là người chăm sóc, che chở cho họ, cuộc sống của họ nó sẽ đi đâu, về đâu. Rồi những câu hỏi đó của tôi cũng đã được giải đáp khi tôi đọc xong cuốn sách Cuộc sống không giới hạn của Nick Vujicic. Chắc hẳn trên thế giới này có rất nhiều người biết đến Nick Vujicic, chàng trai khiếm khuyết 35 tuổi người Úc. Anh là một diễn giả nổi tiếng với hơn 1.600 bài phát biểu trước đám đông tại hơn 20 quốc gia và cũng là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Cuộc sống không giới hạn, Sống cho điều ý nghĩa hơn, Đứng dậy mạnh mẽ. Anh được mọi người khắp hành tinh này yêu quý không chỉ nhờ tài năng của mình mà còn nhờ ý chí nghị lực phi thường. Nick Vujicic sinh ngày 4 tháng 12 năm 1982 tại Nho Bao, Úc. Từ khi còn bé, anh đã bị mất cả tay, lẫn chân. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải chiến đấu với số phận của mình ngay từ khi chưa hoàn toàn ý thức được nó sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng anh đã dần vượt qua được những khó khăn, thử thách để đến với thành công, đến với cánh cửa của hạnh phúc. Chính nhờ ý chí nghị lực phi thường, sự ham sống, ý chí kiên cường, mạnh mẽ đã giúp anh vượt lên hoàn cảnh, vượt lên mọi khó khăn. Cuốn sách Cuộc sống không giới hạn dài 408 trang, trong đó gồm 12 chương và một phần phụ lục. Chương thứ nhất là Hãy để chính mình làm điều kỳ diệu. Chương thứ hai là Không tay, không chân, không giới hạn. Chương thứ ba là Có niềm tin, có tất cả. Chương thứ bốn là Hãy yêu con người như với vốn có của bạn. Chương thứ năm là Điều kỳ diệu của thái độ tích cực. Chương thứ 6, không tay, không chân nhưng không chiến bại. Chương thứ 7, hãy đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chương thứ 8, cậu học trò trốn trong bụi cây. Chương thứ 9 là hãy tin vào người khác dù ít hay nhiều. Cuối cùng là chương thứ 10, chương thứ 11, chương thứ 12 và một phần phụ lục. Cuốn sách do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Ngay chính giữa bìa sách này là anh Nick Vujicic với một nụ cười rất tươi tắn. Cuộc sống không giới hạn chính là tiêu đề của cuốn sách. Được in màu trắng rất cân đối. Những câu nói, cuốn sách làm thức tỉnh cả thế giới hay câu chuyện của chàng trai đặc biệt nhất hành tinh đã đem đến cho người đọc sự tò mò, thích thú về cuốn sách đặc biệt này. Mặt sau của cuốn sách là hình ảnh anh Nick Vujicic thời thơ ấu cùng những lời nhắn nhủ phương châm sống của anh. Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy. Hơn ai hết, tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng, đã từng muốn tự tử, trốn chạy khỏi cuộc đời và rất nhiều lần định bỏ cuộc, buông xuôi, nhưng cuối cùng tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng nghìn lần ngã. Đó là câu nói của anh. Cuốn sách được ra đời khi Nick Vujicic 27 tuổi và mang một cái tên chứa đầy sự chiêm nghiệm và chính là Cuộc sống không giới hạn. Ngay tiêu đề của cuốn sách thôi cũng đã đem đến cho người đọc sự thích thú, tò mò và khơi dậy nhiều suy nghĩ khác nhau về cuốn sách đặc biệt này. Vậy, thế nào là cuộc sống không giới hạn? Cuộc sống không giới hạn là việc bạn tự cho mình vượt qua những khó khăn, thử thách, nỗi bất hạnh trong cuộc sống để vươn tới thành công, tìm đến cánh cửa của hạnh phúc. Tạo hóa đã cho chúng ta sự sống, cha mẹ đã mang ta đến với cuộc đời. Vì thế, ta phải biết trân trọng tất cả những gì mình đang có. Sống sao cho có ích. Sống sao cho có ích. Sống sao cho có giá trị. Sống sao cho có ích. Sống sao cho có giá trị. Nếu tôi sống trên đời này chỉ để chịu đựng sự xa lánh và cô đơn, nếu tôi là gánh nặng cho mọi người và tôi không có tương lai, thì tôi nghĩ tôi nên kết thúc cuộc sống của mình ngay tại bây giờ.
Ở một phút giây tuyệt vọng nào đó trong cuộc sống, Nick Quy trích đã thốt nên như vậy. Hãy nhìn vào hành trình sống của anh, thì không ai nghĩ anh là một người khuyết tật gần như hoàn toàn, không còn lấy một ngón tay, một ngón chân. Nhưng anh đã dần vượt qua được những khó khăn ấy để tiếp tục sống và chứng minh một chân lý vô cùng lớn lao, đó chính là không có giới hạn nào lớn hơn sự tự giới hạn của chính bản thân mình. Cuốn sách Cuộc sống không giới hạn của Nick Quy trích đã cho tôi hiểu thêm về những giá trị của cuộc sống. Cuốn sách đã chứng minh cho tôi thấy rằng điều kỳ diệu luôn tồn tại ở đâu đó quanh ta. Cuộc sống không ai nào hoàn hảo cả. Bạn phải phấn đấu, cố gắng để hoàn thiện nó. Dù cho bạn có thiếu sót cái này, không bằng bạn bè cái khác, nhưng bạn hãy tin rằng cuộc sống là công bằng đối với tất cả những người chúng ta. Tôi thầm cảm ơn Nick vì đã cho tôi biết được cuốn sách này. Cuốn sách đã đem đến cho tôi rất nhiều điều hay mới mẻ và cũng đã làm khơi dậy ý nghĩ trong tôi. Nhờ cuốn sách, tôi tin rằng điều gì diễn luôn tồn tại ở đâu đó quanh ta. Tôi muốn giới cuốn sách tựa như là người bạn của tôi. Tôi muốn giới thiệu người bạn này đến với tất cả những người chúng ta, bởi vì tôi tin rằng trong cuộc sống có rất nhiều người đang tuyệt vọng, có rất nhiều người đang cần được sự an ủi, động viên, sự khích lệ. Vậy thì bạn hãy tìm đến cuốn sách Cuộc sống không giới hạn. Hãy đọc cuốn sách này vì cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta tìm được con đường sống, thắp sáng ngọn lửa niềm tin sống, ngọn lửa của hoài bão. Các bạn ạ, các bạn hãy dành một khoảng nặng thời gian để đọc cuốn sách mà tôi đang giới thiệu cho bạn. Tôi tin rằng khi bạn đọc cuốn sách Cuộc sống không giới hạn và lặng suy nghĩ về những bài học, những giá trị sâu sắc trong bản thân mình, thì cuộc sống như là một chuyến phiêu lưu. Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần, đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy và cùng nhau cố gắng để vượt qua mọi giới hạn, vượt qua mọi bất hạnh trong cuộc sống, để thấy được niềm vui trong cuộc sống.